Là tự nhiên em xin chào tất cả các cầu thủ đam mê câu cá toàn quốc. Hôm nay em tục lên cho em một clip gồm 15 con máy nha anh em. 15 con máy này là 15 con máy sách tay từ Nhật về. Có một số con full hợp đây, giống như con này. Đó, để em vô cụ thể từng con máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giao clip lên đó thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn em. Con thứ nhất em lên là một con Daiwa Atlas 3000 nha mọi người. Đó, Daiwa Atlas 3000. Ngoại hình thì như clip thôi. Đó. Xuất sắc cũng rất ốc, cái này gắn bách máy không sao. Tay gỗ thì con này thì thương hiệu nó nổi tiếng rồi, độ cho bò nó khỏi bàn đó. Con này thì có xe tương đương với xe tầm bảng 8.000-7.000 nha anh em. Adat 3.000 xe tương đương 8.000-7.000, ngoại hình như clip đây, nó cực kỳ mới luôn. Nó mới thì cũng không mới lắm. Đây anh em, có đồ này, nó có xuất sắc mũi ăn ít nha anh em. Mũi ăn ít nha. Nói chung thì so với những con máy bãi thì con này được xem là đẹp rồi. Đó, cái này là đồ động nồi nha anh em. Đó, ngoại hình ok, xuất sắc ít ở đây nha. Thì con này được một số anh em rất là săn đón rất là nhiều đây. Đó, độ trâu bò nó, độ bền nó rất là hiếm nha anh em. Lập động chân trâu nha, có phá âm luôn. Phá âm này đủ. Đó, một bên sóng nha mọi người. Tất cả ngoài dân còn đẹp đẽ nha. Đó. Con lăn thì em bán máy nào ra thì em đảm bảo con lăn vẫn lăn cho anh em nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai con thứ nhất là 1.2 triệu anh em, 1.2 triệu cộng ship. Rồi, con thứ hai vẫn là một con Atlas 3000 thôi. Đó, ngoại hình cũng như nhau thôi. Đó. Thì con Atlas này thì nó nặng là 580 g, dòng tua là 4.6. Đó. Thì cũng giống như nhau thôi. Đó. Con lan vẫn lan nha mọi người, mô bin vẫn là mô bin sống. Thì con này nó đó, vẫn có xước sát nhẹ nha đó, có động nồi xước đây tí nữa. Ngoại hình thì ok rồi đó. Đó. Hoạt động thì chơi chung nha mọi người, hoạt động chơi chung im mực, máy không độ cháy hết. Mình phải sống nha. Rồi, giá công khai vẫn là 1.2 triệu cộng ship nha mọi người. Đó, con số 2, 1.2 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là con lên cho mọi người là một con máy Ben nha. Đó. Con máy Ben, con này được hay rồi. Ben 6.500 nha mọi người, 6.500 internet. Đó. Cốt to đây. Đó. Nồi này còn rất là mới luôn, nồi như chưa qua sử dụng nha mọi người. Đó. Thì con này được hai nồi, đó, ngoại hình cực kỳ bóng mới. Đó. Cốt con này cực kỳ to luôn nha mọi người. Đó. Hàng ở đây đây. Đó. Con này dòng tua là 4.7.1, nặng là 620 g nha anh em, 620 g. Tem đầy đủ nha mọi người, tem ben đầy đủ. Hàng nguyên zin nguyên kiện nha. Đó, con lăn thì vẫn lăn bình thường. Đó, bán hàng thì đảm bảo với anh em luôn. Hàng mắc in giúp đây nha mọi người. Nó không phải là hàng Trung Quốc đâu. Mà cộng chân chu. Con này độ trục của nó là trâu bò nha anh em. Trâu bò luôn. Tắt âm đây. Đó. Động em mực nha mọi người. Lô ok và táo ok. Đây, con này 6.500, xe tương đương với là xe tầm khoảng 7.000-8.000 Shimano nha mọi người. Đó, xe tương đương 7.000-8.000 Shimano. Đó, hàng ngô tây, hàng của Mỹ. Hàng còn cực kỳ sáng bóng luôn. Đó. Con này về anh em đánh bạo lực, câu tra, câu chép, đánh lăn xe, câu biển, cực kỳ ok nha. Hai nồi, giá công khai là 2.4 triệu nha mọi người. Giá công khai là 2.4 triệu. Đó, một con máy Ben, hàng thương hiệu Mỹ. 2.4 triệu, cộng ship. Đây, cốt nó cực kỳ to nha nè, tháo cốt cho anh em xem luôn. Đó. Dạ, con này cũng là dạng nhông đồng thao nha mọi người. Nhông đồng thao. Đó. Đánh trà, đánh chép, đánh lần xe, câu biển cực kỳ ok nha. Rồi, giá công khai là 2.4 triệu nha mọi người. Tiếp theo sẽ là con số 4. Con số 4 mình lên cho mọi người là một con máy Shimano Tigra.
Con Shimano Ultegra này là một con Shimano Ultegra 8000 đó. Cái ngoại hình này nó có xuất sắc nha mọi người đó. Thì con lăn thì em đảm bạn đảm bảo nó lăn bình thường cho anh em. Đây, nó máy xuất sắc thì em cố gắng soi những điểm xuất sắc cho anh em xem. Đó. Ta quay tao quay gỗ. Hoạt động là chân chu nha mọi người, hoạt động là chân chu. Con này là nặng là 550g. Nặng 550g, dòng tua là 4.6 nha mọi người. Đó. Cước 8 vô được 150m, cước 6 được 200m nha. Đó. Hoạt động chân chu êm mượt. Nó không lỗi lầm gì hết. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha mọi người. Phá là dính đây. Đó. Một bên sống lấy cước ok. Đó. Ngoại hình xuất sắc thời gian. Đây, vành châm nồi này còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đó. Anh em về đánh vô tư, con này anh em đánh bằng C, câu tra chép, câu biển cũng rất là ok nha. Đó. Thì giá công khai con này là 1.500.000 nha anh em, 1.500.000 cộng ship. Đó. 8.000 nha, máy 8.000 Shimano. Rồi, tiếp theo sẽ là con số 5 nha mọi người. Đây, con số 5 là một con máy của Shimano The Win 6000. Đó. Thì con lăn vẫn lăn bình thường nha anh em, chỗ này nó bị ten một tí thôi. Đó, không ảnh hưởng gì đâu. Ngoại hình con này nhìn cũng còn sáng mắt nha anh em. Có dịch xước ở đây tí thôi. Nồi thì ok nha mọi người. Đó, đây soi kỹ cho anh em xem luôn. Đây, xước một ít này ha. Tay quay vẫn là tay quay dặn nha anh em. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha. Hàng từ Win Japan 6000. Hoạt động trơn tru, quay im một nha mọi người. Con này nặng 550g, dòng tua là 5.1 nha. Đó, anh em câu tra hồ dịch vụ thì lấy con này đánh ABS đầy đủ nha. Đó. Tới lô ok. Máy thì hoạt động thì êm thì thầm luôn, đó, không có tiếng động gì hết. Bộ pin sống, đấy cứ ok. Đó, nắm tay quay luôn nha anh em. Đó, tay quay là tay quay cốt nha anh em, tay quay ốc. Mô pin sống để em tháo cái cốt recorder cho anh em xem. Đây, cốt là copy luôn nha anh em. Đó, copy. Con này đời 201 nha mọi người. Con này đời 201, hoạt động chân tru nha. Rồi, giá công khai con máy số 5, giá là 3.000.000 nha mọi người. Đó, hoạt động chân tru nha, giá 3.000.000 con máy số 5. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 6. Con máy số 6 là một con máy hàng thương hiệu của Daiwa Kit nha mọi người. Đây, con máy số 6 là một con Daiwa Kit. Con này là một con Daiwa Kit 3000, đó. Hoạt động chân tru nha. Thì Kit 3000 nó sẽ được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Kit 3000 được sản xuất tại Thái Lan. Thì mô bin sóng tay quay ok, có xuất sắc DT nha, xuất sắc DT. Đây, Kit Carina. Thì con này Kit 3000 có xe tương đương với tầm khoảng 4000 nha mọi người. Này. Cước 3 được 200m, cước 4 được 150m. Con này nặng là 280g, dòng tua là 4.6 nha mọi người. Đó. Anh em đua lóc chẽm con rua lóc lô chẽm lấy con này đánh cực kỳ êm mượt nha. Dòng kiếp này thì quá thương hiệu rồi, khỏi bàn nhiều anh em. Đó. Ngoại hình cực kỳ sáng nha anh em, cực kỳ ok luôn. Đó. Thì con lăn vẫn lăn bình thường nha anh em, nó có xuất sắc đi tì nha. Bộ bên thì ok hết. Đó. Để em tháo ra cho anh em coi cốt đó. Anh em cốt đi, cốt to nha, hoạt động chân tru nha. Đó. Rồi, giá công khai con kit này là 2.000.000 nha mọi người. Con số 6 2.000.000 cộng ship nha. Đó. Ngoại hình cực kỳ ok nha mọi người. Đó. Nói chung thì mới thì cũng không mới lắm, xuất sắc thì cũng ít lắm. Rồi, giá công khai là 2.000.000 cộng ship. Tiếp theo sẽ là con máy tờ cao một tí, là một con máy Carina. Đó. Carina. Đây, con này là một con Daiwa Carina 3000, đó. Hàng này là hàng chuyên anh em câu biển, anh em câu mua lô biển, câu dít. Thôi anh em lấy lô lóc chẽm thì rất độ ok cho anh em. Sở hữu công nghệ là Maxen. Maxilab nha anh em, Maxilen. Đó, công nghệ kháng nước biển nha anh em, đó, kháng nước biển, kháng muối. Đó của Daiwa. Thì con này ngoại hình còn ok, con lăn lăn nha anh em. Đó. Tất cả ngoại hình còn ok hết luôn. Đây, soi cho anh em xem. Đây,
thấy em trong đây luôn. Thì ngoại hình con này ra tầm khoảng 93% nha mọi người. Con này là con Daiwa China xuất Nhật nha mọi người. Đó, China xuất Nhật Carina. Con này giá mới ra tầm khoảng 5 triệu 4 triệu mấy 5 triệu nha mọi người. Đó. Tay quay là tay quay cốt, dạng tay quay đời cao của Daiwa nha anh em. Ở bên sóng nha. Con này anh em lấy lùa khỏi vô tư luôn. Con này nặng chỉ là 255g thôi nha mọi người, 255g. À, dòng tô là 4.7 nha mọi người, 4.7.1, nặng 255g, rất là nhẹ nha. Đó. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ, quay ngược quay lùi ok. Máy chạy thì im thì thầm nha mọi người. Để em lấy nồi cho anh em xem, đây cốt ở đây. Đó. Anh em đánh lục cũng thật, đánh lục đầu cần thì lấy cái này đánh cũng rất là ok nha, hoạt động khỏi bàn. Quay ngược ok, quay tới ok. Máy đổi tay trái phải bình thường nha mọi người. Chiếc vô cho chúng này nè, hoạt động trơn tru nha, cực kỳ êm mượt nha. Rồi giá công khai con máy số 7, giá công khai là 2.6 triệu nha mọi người, 2.6 triệu con máy số 7 này. Thông số cước là BE1.2 vừa được 350m nha nè, BE1.5 vừa được 300m đó, thông số cước của con này đó. Rồi tiếp theo sẽ là con số 8 nha. Con số 8 là một con Larissa. Larissa Shimano BBS tay thắng, mô bình sóng, cốt trợ lực. Cốt trò bá lửa luôn. Bình sóng nha mọi người. Đó, không độ chế gì hết. Đây, máy có xuất sắc lì tiền nha anh em. Đó. Con này thì anh em lấy về câu ISO. Coi ISO, câu lăng xe đều rất là ok nha mọi người. Đó, anh em muốn chơi hàng độc lạ, đó, lấy con này về. Đó, anh em thấy cấu tạo thiết kế rất là ok nha mọi người. Nó có xuất sắc đi tì nha. Thì con Larissa này thì nặng là 350g, dòng tua là 5.1. Xe tương đương, xe nó 4.000 nha mọi người. Đó, cước 4 được 150m, cước 3 được 200m, cước 5 được 110m. Đó. Máy sử dụng ABS, cấu tạo tay thắng. Đó, cốt to nha anh em. Đó. Con này là 206 nha mọi người, 206. Cốt to hỗ trợ phá bấm cho anh em dễ thao tác luôn á. Đây, hàng này là chuyên anh em đi show nha, câu hành chấp. Đó, thắng là dừng. Nó hỗ trợ ABS đầy đủ nha. Ngoại hình còn có xuất sắc đi tì nha mọi người. Đó, ngoại hình có xuất sắc đi tì. Thì con này giá công khai là 2.3 triệu nha mọi người, 2.3 triệu. Con máy số 8 2.3 triệu. Anh em câu ISO lăn xe cũng được. Đó, đánh trà đánh chép. Muốn hàng độc lạ thì lấy con này về đánh, cực kỳ độc lạ luôn. Đó, con lăn quẩn lăn bình thường nha anh em. Đó. Con lăn bao test bao lăn nha. Nói chung thì hàng này về anh em cứ kiểm tra đầy đủ, nếu không giống như clip quảng cáo thì em nhận lại nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo sẽ là con số 9. Con số 9 là một con máy Shimano Biomaster 4000. Con này đời 2005 nha mọi người, con này hàng của Japan. Đó, đời 2005 hàng của Japan. Ngoại hình thì nhìn còn khá là sáng nha mọi người. Đó, đây chỗ này nó cứ xuất sắc đây. Đó. Cối thì ok nha mọi người, đây xước ra đầy tí. Thì bán hàng thì chịu khó sau cho anh em xem kỹ hết luôn, để cước ok. Con này thì con lăn cước người ta được độ lên nha anh em, đó độ lại luôn đó. Con lăn quẳng lăn bình thường nha, đây anh em có thấy đây có xuất sắc lì tì tí, hoạt động đây đó. Hoạt động ok, hoạt động thì con này có cảm giác nó hơi bị lắc cái đầu nhẹ tí đó. Máy sao thì em nói vậy cho anh em luôn. Thì xe 4.000 này thì anh em về anh em đánh lục cũng được, đánh lục rất là ok, hay lua lóc lua chẽm săn mú. Thì xe 4.000 thì cước ly lông số 4 được 450m đó. Be thì be số 2 được 260m đó. Thì thông số cước cho anh em xem kỹ giúp em nha. Đó. Con này đời 2005 nha mọi người, đời 2005, hoạt động chân tru, không lỗi, hỗ trợ ABS đầy đủ.
đây, ABS đây đó. Rồi, động tới lùi ok hết, có lỗ châm dầu nha mọi người đó. Thì ngoại hình có xuất sắc, hơi lơ hai gơ cái đầu nhẹ. Rồi giá công khai con này là 2,1 triệu nha mọi người, con số 9 2,1 triệu cộng ship không đó. Còn máy 4000 bi master đó. Rồi, giá này là cực kỳ mềm nha mọi người. Rồi tiếp theo sẽ là con máy số 10. Con máy số 10 là con máy Shimano Accent. Để đọc con số hộp trước. Đây, con này là một con Shimano Accent. Con này đầy đủ giấy tờ nha mọi người. Giấy tờ phụ kiện đầy đủ luôn. Lông đèn, giấy tờ, túi, sách đầy đủ. Con này thì giá mới bên Nhật họ bán là gờ tầm 18.480 yên. Giờ tầm khoảng gần 4 triệu nha anh em, 4 triệu mấy. Đó. Thì con này là một con Shimano Accent, hàng sản xuất tại Malaysia, chỉ xuất riêng cho thị trường nội địa Nhật thôi. Đó. Con này dòng tua là 5.0.1. Nặng là 240 g. Đây là thông số cước. Cước BM số 1 nó vô được 220 m nha mọi người. 1.2 vô được 150 m, 1.5 vô được 135 m. Đó. Lên máy cho em xem. Con này là một con Shimano Accent C. C là dòng body nha anh em. Do body nó nhỏ lại. Ngoại hình thì cực kỳ mới nha mọi người, cực kỳ mới luôn, phải dùng lâu và cực kỳ mới luôn. Đây, đít nó chưa xước đây. Con này là một con hàng dùng lướt luôn nha mọi người. Đó. Công nghệ xích C3000M BBX. Thì thông số BE nó đây. Đó, hàng này chuyên cho anh em đánh BE nha. Thì con này tải câu là khỏi ok cho bò rồi. Con này đời 203 nha mọi người, đời 203 hàng BBS, hoạt động thì chân châu khỏi bàn. Đó, ngoại hình ra tầm khoảng 95% nha mọi người, cực kỳ mới luôn. Này soi anh em kỹ, còn cực kỳ mới anh em. Con này để em bắt led gọi cho anh em xem, cực kỳ nó sơn dạng sơn kim tuyến á, cực kỳ đẹp luôn. Nó hàng đời cao, nhìn sơn cực kỳ xuất sắc nha mọi người. Đó, đây em đang bắt led gọi cho anh em. Đó. Con này anh em luôn chơi lóc chẽm mú lô mực cũng rất là ok nha. Đó, hàng hoạt động là chân chu nha, bao mực không độ chế gì hết, hàng sử dụng lướt của thân nha mọi người. Đó. Cái cước ok nè. Đó, dưới ánh đèn led mà anh em không thấy vết xước là anh em hiểu cái này rồi. Full hợp sách nha anh em, full hợp sách phụ kiện đó, lông đèn đầy đủ. Rồi giá công khai con máy số 10, giá công khai là 2,5 triệu nha mọi người, 2,5 triệu cộng ship, hoạt động chân chu nha. Đó, rồi đem vô con máy tiếp theo cho mọi người nha. Thế là lên con số 11 nha mọi người. Con số 11 là con Shimano Beamaster 2500. Đây, ngoại hình con này thì có xuất sắc đây anh em. Đây. Đó, con này là hàng của Nhật nha, hàng của Nhật. Đó, xước đầy tí cho mọi người. Đó. Thì con lăn thì em đảm bảo vẫn lăn bình thường cho anh em nhé. Mô bên là mô bên sống. Đó. Con này đời 205 nha mọi người, đời 205. Hoạt động thì chân châu êm mượt nè. Đó, máy hỗ trợ ABS đầy đủ. Đây, khóa là dính, khóa là dính, hoạt động này khỏi bàn. Đó, lấy cước thì lấy cước ok cho mọi người. Đó. Con này thì cước thì cước 2 vô được 175 m, cước 2.5 được 150 m. BE thì BE số 1 vô được 300 m, BE 1.2 vô được 200 m cho mọi người. Đó, hoạt động này chân chu khỏi bàn. Đó, thì ngoại hình có xuất sắc một tí. Giá công khai con này là 2,2 triệu nha anh em, 2,2 triệu cộng ship. Con máy số 11 2,2 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là con máy số 12. Con máy số 12 vẫn là một con Beamaster 2500. Đó. Thì con này nó đẹp hơn tí nha anh em, nó đẹp hơn. Đó. Xuất sắc ít hơn, tay quay không bị xuất sắc luôn. Ngoại hình còn khá là bóng nha anh em, nó 2500. Thì thông số thì cũng giống như con số 11 thôi. Thì con này cước 1.5 vô được 160 m nha.
đó, cước số 250 150 m. Thì hoạt động cũng chơi chung, hai con hoạt động em mờ khách, em thì thầm luôn đó, chứ không phải em bình thường nữa. Con này đời 2005, có cốt bi trợ lực nha anh em. Đó. Để cho anh em xem cốt nó luôn. Hỗ trợ ABS đầy đủ nha mọi người, nói hỗ trợ ABS đầy đủ. Đây, cốt bi nha anh em. Đó. À, đời 2005 nha. Hàng của Nhật nha mọi người, hàng của Nhật. Phá rồi ABS thắng đầy đủ nha anh em, hoạt động êm mượt nha, không rung lắc. Rồi, giá công khai con số 12 là 2.3 nha mọi người, 2.3 cộng ship. Đó, nói hơn tí. Rồi, tiếp theo là con số 13. Con số 13 là một con máy Biomaster MR. Đó. Con này là một con Biomaster MR 2500M nha mọi người. Đó, 2500M HGS. Đó, hoạt động trơn tru. Con này thì nó làm bằng hợp kim là magie nha anh em, nên có khối lượng nó rất là nhẹ. Nó ra tầm khoảng 220g nha mọi người, 220g. Đây, những con Shimano này. Đó, con Shimano này thì nó ra tầm khoảng 250g nha. Đó, 250g. Con này thì nó giảm thêm được, giảm lại nữa, vì nó làm bằng hợp kim magie nên nó khối lượng nó còn khoảng 220g thôi nha mọi người, 220g. Hỗ trợ cốt và cốt to luôn. Đó. Rồi bên sóng thì con này là có nông nha mọi người, có nông, hoạt động là chân chu êm mượt. Con này thích hợp cho anh em câu lóc, chẽm, câu chê đó. Đánh cảm giác nha. Ngoại hình còn rất là sáng nha mọi người. Đây. Xước đi tí nha. Đó. Chấm nhỏ đây, đây. Có gô ghĩa thôi anh em. Thì con lăn ok, vẫn lăn bình thường, êm mượt. Đó, xước nhẹ, nhẹ nhẹ tí nha. Thì máy em bán thì em chịu khó soi kỹ cho anh em xem luôn. Thì thông số cước thì con này cước bi 0.8 được 150m, cước bi số 1 thì được 100m nha, 110m. Đó. Dạng này dạng có nông nha anh em, 2500m. Đó, có nông. Mô bên là mô bên sống, cốt và cốt to, đó, cốt bấm luôn. Hoạt động thì trơn tru êm mượt. Khỏi bàn. Đó. Rồi, giá công khai con này là 2.4 triệu nha anh em, 2.4 triệu cộng ship nha. Đó. Con máy số 13, 2.4 triệu cộng ship. Đó. Nó hỗ trợ nút bấm cho anh em dễ thao tác luôn nè. Đó, cái cước thì ok rồi. Và trọng chân chu rồi. Đó, khỏi bàn. Đó. Con này dòng tua là 5.1 luôn nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là con số 14. Con số 14 là một con máy dạng body nha anh em, body. Con này là con Shimano Biomaster C3000. Đó. C3000 thông số, tất cả thông số con này là thông số 3000 hết, nhưng mà cái body nó làm nhỏ lại, tương đương với con 2000 thôi nha anh em, tương đương với con 2500 thôi. Đó. Con này là một con Shimano Biomaster đời 2008, đời cuối cùng của Nhật sản xuất nha mọi người. Máy này hỗ trợ tay quay cốt luôn nha anh em. Đó, tay quay ốc luôn. Đây. Đây anh em, đó. Nó khắc phục, nó khắc phục cái hạn chế của những đời trước. Những đời trước là toàn là tay quay gập thôi nha anh em. Đó, đời 2008 đăng lên là tay quay cốt nha. Đó. Thì con này là con C3000. Đây em soi ngoại hình qua cho anh em xem. À, nồi còn rất là bóng nha mọi người. Ngoại hình thì khá là ok, đẹp đẽ sạch sẽ. Rất là đẹp nha anh em. Đây, con này thì con lăn chỗ này nó ok nha anh em. Chỗ này nó bị li ti đây, trong quá trình vận chuyển xước cái này thì không tránh khỏi. Nắp nồi ok hết. Con này đánh giá ngoại hình ra tầm khoảng 93% nha em. Hoạt động thì ok, êm mượt, không rung lắc. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Đó, có nút châm dầu, ABS đầy đủ. Con này thì nặng là 550g. À, dòng tua là 1.5, dòng tua là 5.1 nha anh em. Dòng tua 5.1 lấy cước ok. Rồi, giá công khai con máy số 14, giá công khai là 2.6 triệu nha mọi người, 2.6 triệu. Máy ngoài ngoại hình khá là ok á, chỉ thiếu cái hộp thôi, có hộp là bán giá cao lên rồi. Đó. Rồi, con máy số 14 là 2.6 triệu nha mọi người. Ngoại hình cực kỳ đẹp nha. Bán máy thì cho anh em kiểm tra hàng trước hết luôn nha. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy cuối cùng, con máy số 15. Một con máy cực kỳ thương hiệu luôn.
Con máy này là một con máy từ Win 2500 ở lòng 2000 anh em. Con này là con T-Win 2000 đời 2004, tay quay cốt có hỗ trợ tay quay đổi trái phải đầy đủ nha anh em. Đây, tay quay là tay quay đổi cốt bên phải nha anh em. Đó. Em hiện tại là em quay tay quay bên trái. Thì máy hoạt động trơn tru, em mà không rung lắc, máy hỗ trợ ABS đầy đủ. Đó. Đi ngược nè. Đó. Quay tới nè. Đó. Thì dòng tay quay này thì em khỏi cần phải bàn đó. Anh em đô lóc đô chẽm đến biển thì dòng này quá thương hiệu rồi đó. Con này là con từ Win 2000 đó, hàng xe bên. Em tháo cho anh em xem cốt đó. Con này nặng là 230g nha anh em, 230g, dòng tua là 5.1 đời 2004 nha anh em. Shimano nha, cái buôn nó làm cực kỳ sắc sảo luôn nè. Đây, nhông cốt có mặt đạn nha anh em. Đó, đời 2004 nha anh em. Thì hoạt động thì trơn tru khỏi bàn. Bên ngược ok và tới ok. Thì đó là tổng quan của con máy. Đây, giá công khai con này là 2.8 nha anh em, 2.8 cộng ship. Một con máy từ Win 2000. Đời 2004. Rồi, đó là tổng cộng 15 con máy em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ơn con nào hãy chốt để em số điện thoại, em phải tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhé.